Vào sáng nay ngày 26 tháng 2, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do đồng chí Khăm Bay Đam Lát, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng luôn quan tâm và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào. Trong 5 năm, từ 2018 đến 2022, Đà Nẵng đã ký kết 30 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào, được triển khai hiệu quả thông qua chương trình hợp tác chủ yếu trên các lĩnh vực văn hóa xã hội như giáo dục, nông nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với tổng nguồn lực gần 116 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, hai bên cũng tập trung trao đổi một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy, kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, bởi hiện nay phía Lào cũng chỉ có hoạt động của Quốc hội cấp quốc gia và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, không có Hội đồng Nhân dân cấp huyện, không có Hội đồng Nhân dân cấp quận huyện như Đà Nẵng. Trong khi đó, nhiệm kỳ này, Đà Nẵng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, theo đó 6 quận và 45 phường không còn Hội đồng Nhân dân.